vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất, thời tới rồi hãy biết nắm bắt cơ hội. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 nhắc nhở người tuổi Tuất chớ xem thường các cơ hội nhỏ nhoi, biết đâu nhờ đó mà bạn có thể đổi đời, bước vào cuộc sống như mơ đấy nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội của bạn rồi đây nhé. Nguyệt lệnh mậu chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc mà còn là niềm vui của chính mình và của những mọi người xung quanh. Tháng này cực kỳ thuận lợi cho người tuổi Tuất đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm nhé. Nếu không, bạn sẽ quay trở lại để điều chỉnh sửa sửa những khúc mắc trong chuyện tình yêu thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị trông trên. Tam hội xuất hiện cho thấy tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, người tuổi Tuất hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho người tuổi Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ kiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, điều này nằm ngoài khả năng của mình. Trong mọi việc, bạn có thể đưa ra ý kiến nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo, dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn nên bắt đầu đặt điều nói xấu, họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó. Người tuổi Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Tả phù giúp đỡ, chống đỡ lại các hung tinh nên vận trình tài lộc của người tuổi Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư dả với các kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người tuổi Tuất trong nửa năm đã qua bắt đầu đổ về thời gian này. Cụ tỷ bay về phương Đông Bắc hứa hẹn bản mệnh sẽ có những cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy túi. Thật sự, người tuổi Tuất rất chăm chỉ trong việc kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập trong suốt những năm qua và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt nhất cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, thời của người tuổi Tuất đã thật sự tới, do đó hãy tận dụng tốt thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học cách thêm cách quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm. Cuộc sống đang ổn định hơn giúp cho người tuổi Tuất có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài. Khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm một nửa yêu thương. Các cặp đôi trong tháng này cũng gia tăng thời gian gặp gỡ gần gũi với người thân vì đây là cơ hội để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của mình. Càng trưởng thành, bạn càng sẽ nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp bạn buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ xấu hay tốt mà chỉ vì
tình cảm đã không còn như trước đây nữa rồi. Người tuổi Tuất nhớ rằng điều quan trọng là đừng cảm thấy áy náy vì quyết định của mình. Chỉ là cả hai đã quá khác xa quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ. Quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai nhờ vào việc buông bỏ hiện tại đúng cách, đúng lúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thiên Cẩu hung tinh báo hiệu về mối đe dọa liên quan tới thị phi, không chỉ khiến cho người tuổi Tuất mất ngủ để xử lý các việc này mà còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 7 âm lịch khuyên người tuổi Tuất cần phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, người tuổi Tuất vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn đã cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên, tháng này nhắc nhở người tuổi Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng, như thế sẽ đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ cho mình trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỡn khẩu quyết. Khi tìm ra hướng đi nhanh nhất để tới thành công, hãy thực sự hành động. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Canh Tuất mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Bạn nhớ rằng lời khuyên của ai đó chỉ mang tính chất tham khảo. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lá. 3. Tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú khẩu quyết. Lời khuyên động viên của bạn tác động tích cực lên người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỡn khẩu quyết. Những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn thận hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. 5. Tuổi Bính Tuất mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu quyết. Bạn quá khôn ngoan, khó mà bị mắc lừa. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím.